Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình quay cho anh em xem cảnh đoàn tàu của Mỹ Tân, Ninh Thuận ra khơi nha anh em. Có một chiếc tàu nhựa composite ra khơi đi chạy dọc theo mũi Mỹ Tân, chạy sát núi nhìn quá đẹp luôn. Ghi lại cho anh em xem cảnh này ha, cảnh quá đẹp. Hiếm khi mà có một chiếc tàu chạy gần vách núi như thế này để mình quay ghi hình lại cho anh em xem. Đa phần họ chạy khoảng cách rất là xa, cho nên mình quay nó không có được đẹp lắm. Nhìn những con tàu nhựa của đoàn lưới lên chữ Mỹ Tân thấy ghiền luôn. Và tiếp theo là mình sẽ quay rất nhiều những con tàu khác ra khơi cho anh em xem nha anh em ơi. Đây, một tàu cá không phải là của đoàn Mỹ Tân nhưng mà cũng chung bổn đạo lưới rút đêm, dậm hết ga luôn, quá đã, chạy nhọn mất lái luôn anh em. Thêm một con tàu nhựa composite nữa, tàu này sơn màu xám. Nhìn những con tàu quá ư là hiện đại, được trang bị rất là nhiều trang thiết bị điện tử hiện đại ở trên tàu, hỗ trợ cho việc đánh bắt. Những con tàu này với hệ thống lưới ở trên tàu rất là lớn nha anh em, cũng tầm 26-28 tấn. Dậu thì 15 dậu, phên nặng tầm 2 tấn, hơn 2 tấn nha anh em. Được trang bị máy dò nước bài bản, máy đo dòng chảy, hỗ trợ cho việc đánh bắt rất hiệu quả. Thêm một con tàu nhựa nữa nè anh em. Tàu nhựa này được đóng theo mẫu cabin đời cũ, một tầng, cabin cổ. Đây mình quay một con tàu vỏ gỗ dài tầm 24 m, rộng hơn 7 m cho anh em xem anh em ơi. Tàu này tàu vỏ gỗ của anh được Mỹ Tân, rất dài ngang tàu nhựa và rộng hơn tàu nhựa composite nha anh em. Tàu vỏ gỗ của anh được Mỹ Tân nhìn rất là đẹp ha, từ con cảo trở tới dai mũi rất là xa, rất dài. Cũng đóng theo thiết kế của anh em Mỹ Tân Ninh chữ, trụ có trụ hàng hải, dàn hàng hải bài bản, cabin 2 tầng, cabin 2 tầng nhưng mà 2 tầng đời mới nha anh em, 2 tầng đời mới nhìn rất là đẹp. Trước đó thì anh em Mỹ Tân cũng sử dụng cabin 2 tầng nhưng mà tầng lồng cu nhìn không có đẹp bằng cabin 2 tầng đời mới có dàn lan can đi ra, rất đẹp, rất tinh xảo. Tàu quá dài luôn, dài tầm 24 m. Đây là một con tàu nhựa nữa đang chạy qua mũi Mỹ Tân đây nè. Chiều ngày hôm nay thì có lẽ mình quay hầu như là gần hết cái đoàn tàu cá của Mỹ Tân xuất bến luôn, nhưng mà mình chỉ đăng tải một số cho anh em xem ha, một số các cái tàu cá cho anh em xem. Còn một số tàu khác thì mình quay ở những cái góc nó hơi xa cho nên là đưa lên video thì nó không có đẹp lắm, với là bây giờ trời nó không, rất là tối rồi, bây giờ sẫm mà chỉ còn những cái tia nắng cuối cùng ở cái góc quay nào đẹp thì mình đăng tải lên cho anh em xem. Còn những cái góc quay ngược sáng thì quay nó tối lắm. Đây một con tàu nhựa composite màu xám, anh này thì tàu màu xám nhưng sơn viền màu xanh lá cây. Một con tàu nhựa composite nữa màu xanh hải đăng. Nhìn những con tàu được trang bị trang thiết bị hiện đại, công cụ hiện đại phục vụ cho việc đánh bắt rất tuyệt vời, quá đã. Đây một con tàu gỗ, tàu gỗ này rộng chành bành luôn, nhìn rất là vững vàng và chắc chắn. Đó, đây là cabin 2 tầng và cabin đời trước anh em. Đời trước thì mấy anh đóng 2 tầng lòng nhưng không phải 2 tầng lan can. Anh này thì cabin có lẽ là cabin được đóng lại thành 2 tầng lan can này. Chứ cột tàu của anh này thì có lẽ cột tàu cũng không phải là cột tàu gần đây. Cột tàu này cũng lâu, dây mũi nó hơi tớp. Quay lại anh tàu nhựa màu xám, sơn bổ diền màu xanh lá cho anh em xem. Trên cabin thì anh sơn màu xanh biển nhưng mà con diền phía dưới thì anh sơn màu xanh lá. Nhìn hai tông màu nó ngược nhau nhưng mà lên ghe thì cũng đẹp ha. Tuy nhiên thì nó cũng không hài hòa về tông màu cho lắm. Nhìn con tàu hồi xưa. Đây, một con tàu gỗ rất là thanh. Rất thanh và rất đẹp. Rất chắc chắn. Lướt nhẹ trên mặt sóng. Rất đẹp, rất nhẹ nhàng. Trong khi những con tàu khác thì dặm cứng ghe để vươn khơi thì chiếc tàu và gỗ này chạy ghe rô đe rất nhẹ nhàng nha anh em. Rất hiền hòa ha. Đây, thêm những con tàu và gỗ nữa đang vươn khơi. Rất đẹp. Thì có 2 mẫu tàu, đó là tàu và gỗ và tàu nhựa composite. Anh em nào chuộng mẫu nào thì sử dụng mẫu tàu đó trong phục vụ cho cái công việc đánh bắt của chúng ta. Tuy nhiên đa phần các cái mẫu tàu composite thì các cái mẫu tàu dự án nghị định của nhà nước, còn các cái mẫu tàu vỏ gỗ thì đa phần là tàu của vốn tư nhân nha anh em. Tàu của vốn tư nhân mình nói đa phần nha anh em chứ không phải là toàn bộ. Một số các cái mẫu tàu dự án họ vẫn đóng bằng vỏ gỗ nhưng mà đa phần họ sử dụng vỏ nhựa. Nhìn những con tàu chiều nay vươn khơi đẹp quá. Bữa nay mình quay rất nhiều con tàu, từ tàu nhựa cho đến tàu vỏ gỗ. Đây, một con tàu vỏ gỗ của một cái đòn lưới khác nha anh em, chứ không phải là đòn lưới của Mỹ Tân. Đây là mẫu tàu của anh em Bình Định, nhưng mà tàu này có lẽ là không phải là ở Bình Định nha anh em. Mẫu tàu được đóng ở xưởng tàu Bình Định. Tàu vỏ gỗ dài tầm hơn 20 m cũng đang vươn khơi. Rất đẹp. Đây mình quay lại khu vực phía bên trong cảng Mỹ Tân nha anh em xem. Còn rất nhiều những cái con tàu chưa xuất bến. Đây, tàu này có lẽ là tàu vỏ gỗ của anh Toàn Mỹ Tân. Bên trong cảng cũng còn rất là nhiều tàu. Khu vực làng Mỹ Tân rất nhiều tàu cá ha. Một cái khu vực làng với cái số dân không đông nhưng mà số lượng tàu cá và số lượng tàu cá hiện đại rất là nhiều. Anh đi làm người gì đây mà điện đài trên kia dữ dằn rồi chứ. Wow, chiều quay cảnh má anh quá đẹp. Đó là 3, 4 rau hết. Trước 2 rau, sau 2 rau. Câu à? Câu phải đông mỹ nha.